Trong một bài kệ của một vị tổ thiền tông có câu: "Chư Phật luôn trụ khi đi." Thầy cho con hỏi, có phải là ý tổ muốn nói lúc một kim thân Phật phân thân hay ứng thân hay không ạ? Trụ là ta yên lặng, ta đi ta cũng thanh tịnh, chứ đâu có ứng thân gì đâu. Tức nghĩa là chư Phật hay bất cứ gì ta đi là ta lúc nào ta cũng thanh tịnh trụ. Nhưng mà nên nói một điều á, khi mang một kim thân, khi mà một sát thân tứ đại không có ấy được đâu. Ông nói là nói thôi, thế giới vật lý này không thể là không tưởng tượng được. Bây giờ nếu không tưởng tượng thì tại sao ông biết đi con đường đó, ông khất thực không có người ta cúng, ta không biết, ông không suy nghĩ thế giới này đừng có làm vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng cái giá trị nhất của cái thiền tông này là ông Phật ông chỉ cách cái tức tạo công đức và cái công thức về Phật giới thôi, có nhiêu đó thôi. Còn có chuyện gì lăn xăng bên ngoài không thành vấn đề. Anh biết tạo công đức và công thức trở về Phật giới là đủ rồi. Thấy không? Thế giới này đừng có mong đó. Ông thờ Phật, ông có khi nào ngày nào ông không ăn không? Người ta nói ông không ăn là ông nói cho vui, thế là không ăn. Thế giới vật lý không ăn sao chịu nổi? Thấy không? Có nhịn đói lắm thì cũng một ngày uống nước thôi, chứ không 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 uống nước thì làm sao sống nổi? Không ăn thì uống nước một ngày thôi. Thấy không? Mà nhưng mà nên nhớ uống nước phải pha miếng chanh này, chứ nó có chất vitamin C để nó nuôi được cái cơ thể này. Còn nếu mà anh uống nước mà không có chất chanh vitamin C thì đừng có mong, nó sẽ rối loạn liền đó. Phật đi đứng nằm ngồi ta nói là thanh tịnh, chứ sự thật là thế giới nói thôi, thế giới vật lý không có thanh tịnh đâu. Thế không, không cách nào thanh tịnh được. Bây giờ thiền tông mới dám nói cái này. Rồi bây giờ đó mấy người ta tu, ta tưởng là ngồi đi chiêm hiểm, đi đi nhìn dưới đất, xin lỗi ông nhìn vậy chứ ông còn suy nghĩ còn hấp quá cha, mấy thằng cha đi mà ngó được, ngó qua ngó lại, thấy không? Ta không hiểu vì thiền tông ra đời nói thế giới vật lý này là em phải sống bằng đúng quy luật của nó, đừng có tin bất cứ gì, làm cái gì phải cho đúng đó. Chứ đừng có tơ tưởng. Có nhiều người họ nói tưởng tượng nhiều lắm, mai mốt có giáo lý rồi coi sẽ thấy trên trái đất này không có cái gì là gì lạ hết trơn. Nhưng mà tại vì không biết rồi tưởng tượng ra nó tùm lum vậy thôi. Chứ còn anh hiểu được rồi, anh không có tưởng tượng vậy đó, làm cái gì cũng được hết. Vì thế mà cái thiền tông này nó dám bảo vệ quốc gia. Chưa có cái đạo nào mà bảo vệ quốc gia. Nên nhớ là tất cả đạo là giặc đến chạy, thiền tông giặc đến nghênh đón liền, nghênh tiếp liền. Nó là vậy. Mấy chuyện chứng minh đó là chứng minh là ông Trần Nhân Tông. Còn tôi không nói nước nào, tu đã đời giặc đến bỏ nước chạy. Thấy không? Có bây giờ ai tìm lịch sử có. Vô tưởng tu mà ngon lắm, thấy giặc đến bỏ nước chạy rồi đi cầu cứu người ta, làm chuyện tầm bậy không. Rồi có hỏi tiếp đi. Kiến trúc thượng tầng và nguyên tắc phân công xã hội của Phật giới là như thế nào? Câu này chưa có học hết hết trình Phật giới tam giới gì đó, phải là học hết những cái quyển sách của Nguyễn Nhân viết ra đi, 11 quyển đó đi. Rồi biết cái này chưa thành Phật tử mà đã đi hỏi cái chuyện lớn không được. Muốn hỏi cái câu này thì em phải thông qua tất cả mười mấy quyển sách. Tôi đã từng nói là tất cả mười mấy quyển sách phải đọc cho thông rồi mới đi hỏi được. Còn không đọc thì hỏi này nó trớt quớt, thành ra tôi có trả lời cũng không được. Thấy không? Giống như mới đi học vô lớp 1 mà hỏi chứ giờ làm sao mà tôi làm tốn chi á, làm sao mà tôi giải thích được. Thấy không? Cố gắng học lại, đọc hết 11 quyển sách sẽ biết. Mà thứ nhất học mà pháp trần nó hiện ra đi, rồi đến đây hỏi tôi nói cho nghe mới tiếp nhận nổi. Còn nếu mà học mà không có pháp trần hiện không được, không hiện được thì hoàn toàn không thể tập vô cái thiền tông nổi đâu. Rồi hỏi tiếp đi.